Và sản phẩm đầu tiên mình cần nghĩ đến đó là đầu karaoke Okara M14TB, sở hữu những tính năng ưu việt như thiết kế sang trọng, bộ nhớ lớn, trang bị chip xử lý mượt mà, tự động phích lỗi bài hát cũ, kết nối không dây, phù hợp với hầu hết các thiết bị âm thanh. Có đầu karaoke M10, bạn như có cả thế giới âm nhạc vậy. Sản phẩm thứ hai mà mình cần nói đến đó là màn hình Okara 23.6 inch. Đây là một thiết bị giúp chúng ta tiếp cận với những công nghệ của dàn karaoke mang lại, với mục đích tăng sự dễ dàng trong việc thao tác sử dụng. Màn hình cảm ứng sẽ mang lại sự hài lòng về trải nghiệm cũng như sự chuyên nghiệp xịn sò của dàn karaoke nhà bạn. Sản phẩm thứ ba mình cần đề cập đến đó là Man TF Audio Pro T4.5, với thiết kế tinh tế, sắc sảo, với lớp nhôm cao cấp bên ngoài, hai cửa sổ tản nhiệt làm bằng thép không gỉ, tán bóng, mang đến tính thẩm mỹ cao, khả năng xử lý và điều chỉnh âm thanh chân thật, rõ nét, không bị lẫn tạp âm. Công nghệ tiên tiến đến từ Nhật Bản, TF Audio Pro T4.5 có thể cho ra âm trầm uy lực, giúp loa tải được chất âm mạnh mẽ, rõ ràng và không bị méo tiếng. Mixer E3K908. Mixer này thật sự có độ tương thích cao, nhưng khi kết hợp với Man T4.5, nó mới thật sự khác biệt. Một cặp loa mà mình muốn nói đến ở đây đó là TF Audio UK11 Pro, từ thương hiệu đến chất lượng UK11 Pro luôn được khách hàng đặt trọn niềm tin và được khẳng định trong thời gian qua. UK11 Pro cũng là một vũ khí lợi hại để lắp ao dàn karaoke của ông chủ nhà hàng xóm đây. Micro TF Audio G11 có cấu tạo với chất liệu thép không gỉ, được thiết kế với màu đen sang trọng, trang bị 500 kênh hiển thị, có thể tùy chỉnh sóng xa, sóng gần, tùy chỉnh chống cộng hưởng ồn nền khi hai mic gặp nhau. Khả năng ngắt hú của micro được hãng giới thiệu là 98%, có khả năng tự động ngắt khi va đập và ngắt khi không sử dụng. Ngoài tính năng hát ra, thì chúng ta lại có một số tính năng cơ bản khác dùng để đập đá hoặc là đâm ớt tỏi, vân vân và vân vân. Bộ kiểm soát nguồn TF Audio TF10 Plus, một dàn karaoke với nhiều thiết bị chất lượng, có giá trị không hề nhỏ, mà gặp vấn đề về điện thì cũng đáng tiếc lắm. TF10 Plus làm rất tốt khi có sự cố chập điện, đổi mạch điện hay mất điện đột ngột, đảm bảo an toàn cho dàn karaoke nhà bạn cũng như những thiết bị điện khác trong gia đình. Sẽ như thế nào khi chúng ta tập hợp tất cả những thiết bị mình vừa mới nêu trên để làm thành một dàn karaoke cho riêng mình? Có đấy, đó là dàn karaoke mà ít của Vida. Thật tuyệt vời phải không nào? Hãy đến ngay Vida hoặc liên hệ qua website vida.vn hoặc là vida.com.vn để được hỗ trợ tư vấn và hiểu thêm về dàn karaoke mà ít của Vida nhé.